Chào tất cả các bạn. Rất vui khi các bạn quay lại với channel của mình. Mình là Khánh Nguyễn. Chúc các bạn có một ngày luôn vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay sáng nay là sáng Chủ nhật thì mình có thời gian rảnh rỗi. Mình muốn có những cái chia sẻ của mình đối với những người bạn cùng trang lứa với mình hoặc kém tuổi hơn mình, để mình rút kinh nghiệm với nhau vậy mà. Bây giờ mình có thể nói về những người bạn đã thành công trong cuộc sống trước nha các bạn. Thành công là một quãng đường rất là dài. Rất mừng khi các bạn đã thành công. Mình nói về những người thành công về nhiều mặt trước nha các bạn. Thì mình có những người bạn bây giờ thì đã thành công về sự nghiệp, về gia đình. Và con cái thì nhiều khi lớn rồi, cũng có đứa đã lập gia đình, có con, có cháu. Thì cũng có những người là lo cho con mình được đi học ở bên nước ngoài. Thì đối với mình, những người đó là những người thành công nhất về mọi mặt. Họ thành công về sự nghiệp, về gia đình, và có một sự tôn trọng nhất định của những người xung quanh. Nhưng ngược lại, những người bạn đó của mình đó các bạn, cũng còn thiếu hụt một chút xíu. Đối với mình, những người bạn đó không có sức khỏe nha bạn. Tuyệt đối á, nói về sức khỏe tuyệt đối á, thì khi những cái người bạn mà cùng lứa tuổi với mình bây giờ, thì ít nhiều bây giờ thì cái bệnh ở trong người các bạn nó cũng phát sinh ra. Những cái niềm vui của các bạn đó được, đối với mình thì được 90% rồi, nhưng 10% các bạn thiếu thì các bạn sẽ sống với nó suốt đời luôn á các bạn. Là cái phần còn lại á của cuộc đời mình á, đối với mình như vậy á thì nó cũng chưa được hoàn hảo lắm. Thì mình nói về những người bạn thành công về mọi mặt trước á, để cho những người bạn trẻ đó hãy nói theo những tấm gương của những người đi trước. Những cái bài học của mình đó các bạn, nó gần gũi với mình lắm. Mình cứ nhìn những người đi trước, mình có những cái tấm gương để mình đi theo sau. Còn mình lại có những người bạn đó các bạn, họ thành công về sự nghiệp thì bây giờ cũng làm chủ, hoặc là cũng có nhà, có đất. Nhưng mà ngược lại các bạn, các bạn không có hạnh phúc về gia đình. Là những bạn mà là bây giờ hai vợ chồng cũng lỡ dở nhau các bạn. Thì khi các bạn khởi nghiệp á, rồi các bạn có gia đình, thì các bạn lại chăm lo vô cái công việc của mình quá, mà bỏ bê những cái việc nhỏ, những chuyện nhỏ để mà lo lắng cho gia đình, cho chồng mình, cho vợ mình đó các bạn. Rồi khi á các bạn chợt nhận ra đó là cái chuyện gia đình của bạn bị dang dở thì các bạn rất là buồn. Thì các bạn phải đánh đổi đó các bạn. Khi mình dành thời gian quá nhiều cho sự nghiệp, cho những cái ước mơ của mình, thì có nhiều lý do để các bạn dồn nhiều thời gian về cho công việc nhiều quá. Ví dụ là lúc đó gia đình các bạn khó khăn, hay các bạn có những đam mê về sự nghiệp, muốn thành danh trong sự nghiệp trước, rồi các bạn dành hết thời gian cho cái sự nghiệp của mình. Rồi đến một ngày nào đó các bạn chỉ còn được có phần nữa. Các bạn hiểu không? Không có gì gọi là hoàn hảo hết, nhưng mà có những cái chuyện mà nó xảy ra là một phần lỗi của mình đó các bạn. Thì các bạn nên rút kinh nghiệm cho mình. Mình làm sao mà khi mình thành công rồi á các bạn, mà mình quay lại á, cái người bên cạnh mình, cái người đồng hành với mình ngay từ thời gian đầu á các bạn, vẫn còn ở bên cạnh mình, đó là một điều hạnh phúc nha các bạn. Thì đó là những cái người bạn của mình. Mình muốn chia sẻ những cái này để cho những cái bạn trẻ nhìn và nói theo thôi. Còn có những bạn á các bạn, cùng thời với mình thì ai cũng khó khăn hết, nhưng mà tới bây giờ các bạn còn vẫn phải đi làm, lo cho cuộc sống mình hàng ngày. Thì là những người bạn, thì mình nói với các bạn đừng có buồn nha. Khi mình sinh ra đó, mình không có chọn cho mình được,
Nhưng mà tới bây giờ mà cuộc sống của các bạn vẫn còn khó khăn thì cái lỗi đó là do các bạn nha các bạn. Mình nói thẳng các bạn đừng có buồn nha. Tại vì mình ai cũng giống ai, cũng bao nhiêu có bao nhiêu đó thời gian á các bạn. Bạn nào cũng phải nỗ lực, cũng phải tự làm việc hết. Nhưng mà cũng bao nhiêu đó thời gian mà các bạn bây giờ vẫn còn phải vất vả lo cuộc sống của mình, thì các bạn phải tự kiểm điểm lại mình nha. Không có gì gọi là muộn á các bạn. Khi mình biết được rồi đó, rồi mình tự có một kế hoạch cho mình nha các bạn. Mà nếu mà các bạn may mắn á, mà các bạn có một người bạn bạn đời kế bên mình á, hỗ trợ cho mình á, thì mọi việc nó sẽ nhẹ bớt đi một phần nha các bạn. Mình nói vậy là bạn hiểu không? Thí dụ bây giờ cũng là một cái income đó mình cần trong cuộc sống các bạn. Rồi nếu các bạn có một người vợ, một người bạn đồng hành bên mình thì cũng đỡ đần được cho mình. Phải ráng cố gắng nha các bạn. Một phần lỗi lớn nhất là về các bạn đó, đừng có buồn nha, mình nói thẳng đó. Rồi mình còn có những người bạn á các bạn, gọi là tệ nhất trong các bạn của mình á, nhưng mà nói chung mình cũng không có bỏ được. Bạn bè mà sao bỏ nhau được các bạn. Các bạn đó đó bây giờ ở tuổi U50 rồi các bạn, mà còn chưa lo được cho mình đó các bạn. Các bạn cứ thử nghĩ đi, mình chưa lo được cho mình thì mình lo được cho ai? Những người bạn đó các bạn, những cái lối sống của các bạn đó đó là không có tốt. Tại bây giờ mình cũng đã có con có cháu rồi các bạn, mà mình còn vẫn còn sống như vậy đó. Các bạn phải tự kiểm điểm và sửa lại nha. Mình sống á, mình sống cho mình, và mình cũng phải sống cho mọi người nữa các bạn. Khi các bạn có bất cứ cái gì cũng vậy, niềm vui hay nỗi buồn vậy đó, để chia sẻ với mọi người, sống vui vẻ với mọi người, chia sẻ với mọi người. Mình ở cái tuổi này rồi, mình đừng có bắt ai lo cho mình nha các bạn. Các bạn đó là xấu nhất đó nha. Mình nói vậy là các bạn hiểu là mình nói ai rồi đó nha. Không có tốt đâu, mình sống như vậy không có tốt đâu. Mình sống mà mình phải biết lo cho người khác nha các bạn. Nó cũng là niềm vui của mình á. Chứ ở cái tuổi này rồi còn phải bắt người khác lo cho mình nữa, như vậy là không có được, đúng không? Tuổi của mình là làm cha làm ông rồi mà còn để người khác lo lắng cho mình nữa, không có tốt đâu nha các bạn nha. Còn có những người bằng tuổi với mình các bạn, mấy người này á, là mình không có gọi là bạn. Mình không gọi là bạn các bạn. Sống á, ở lứa tuổi này vẫn còn ăn bám á các bạn. Các bạn hiểu chưa ăn bám không? Các bạn hiểu chưa ăn bám không? Là coi như là không có chịu làm gì hết các bạn. Không có chịu làm gì hết á. Cái giỏi nhất của những người này á là làm phiền người khác thôi à. Các bạn hiểu không? Ở cái tuổi này mà đã tính chuyện về hưu non rồi, rồi tiền xài của mình đâu ra các bạn. Ngày nào cũng muốn xài hết á, mà muốn sắm sửa nữa, thì tiền ở đâu ra các bạn? Cho các bạn 20 giây các bạn suy nghĩ á. Các bạn đoán thử là tiền đâu ra mà xài, mà lại thích xài nha bạn. Cũng nằm trong họ nhà thích đó các bạn. Thích ăn, thích xài, mà thích làm phiền người khác nữa. Mấy người này mình nhìn xung quanh nhiều lắm các bạn, nhưng mà mấy người này mình không gọi là bạn. Gặp mình chỉ có cười chào xã giao thôi. Mấy người này là mình không có nên gần gũi thôi các bạn. Tại các bạn nếu mà có gần á, các bạn sẽ bị nhiễm. Mà nếu các bạn bị nhiễm á, thì các bạn giống họ thì các bạn cũng làm phiền người khác à, không có tốt. Cho tiền mình muốn xài, mình muốn sắm sửa ở đâu ra các bạn? Các bạn thấy làm sao? Thì mình móc chỗ này, mình khều chỗ kia, phải không các bạn? Không có lấy tiền ở chồng ra thì lấy tiền của vợ ra, tiền của con ra. Những mấy người này là mình thấy là không có tốt rồi. Ở lứa tuổi này rồi mà còn như vậy nữa là không có tốt.
những cái tấm gương không có sáng cho con cho cháu mình nó noi theo. Ví dụ giờ các bạn cứ nghĩ ở trong gia đình các bạn có một người như vậy, đúng không? Người anh, người chị hay là người lớn hơn mình mà sống như vậy các bạn, thì nói chung là mỗi người nó có một cái lựa chọn cho cái cuộc sống của mình, thì mình cứ dễ lắm các bạn ơi. Các bạn cứ nhìn những người đi trước á, xung quanh mình á, người nào sống tốt thì mình đi theo, họ được 10 phần mình được 5 phần là vui rồi, nhớ nha các bạn. Thôi video mình cũng đã dài rồi, tại sao hôm nay Chủ nhật mình có thời gian rảnh á, mình chia sẻ với các bạn nói chuyện cho vui thôi nha. Có ai đừng có giận mình nha, nếu mà giận cũng đáng chịu thôi, bạn bè giận là đáng chịu thôi. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye, chúc các bạn có một ngày luôn vui vẻ và hạnh phúc.